Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay đúng vào dịp vụ cấy của bà con nông dân ở bên Nhật Bản, mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cách xuống mạ của bà con nông dân ở bên Nhật Bản như thế nào. Các bạn cùng đi với mình nhá. Xin chào tất cả các bạn nhé. Nơi mình đây đang là ở cánh đồng của tỉnh Gifu. Bà con nông dân cũng đang xuống mạ để mà phủ hết các cánh đồng cho kịp thời vụ. Về hình thức thâm canh thì 100% giống quả Việt Nam. Nhưng hiện nay thì bà con nông dân tại Nhật Bản không phải cào cỏ mạ khi mà đã xuống lúa rồi. Do khi mà trước khi xuống mạ thì là bà con nông dân đã khử hết các cái cỏ, hạt giống cỏ bằng thuốc trừ cỏ, nên là do đó khi mà đã xuống mạ rồi thì không phải đi cào cỏ mạ nữa. Trước mắt các bạn đó là chính là hình thức đang xuống mạ trên các cánh đồng, cũng phù hợp với lại giống hệt với lại các cái tỉnh Nam Định và Thái Bình của Việt Nam hiện nay. Hôm qua trời có mưa rất là to nên là con nước hơi cao một chút. Bà con dự kiến sẽ đang là rút nước ra để cho kịp thời vụ vào trong 1-2 ngày tới này. Phần lớn là đang diện tích đang xuống mạ là khoảng tầm 70% rồi, chỉ còn 30%. Dự kiến là hôm nay và ngày mai chủ nhật nữa là các bà con nông dân sẽ phủ kín các cái cánh đồng. Bà con nông dân tại Nhật Bản thì là họ ấy cho mạ vào các cái khay này giống hệt ở bên Thái Bình. Hiện nay người ta đang làm để cho vào cái máy cái núi như kia các bạn. Các bạn hình dung nhìn này. Kia là hai cụ bà và cụ ông đang là giúp đỡ lẫn nhau để mà cấy mạ cho kịp thời vụ. Người ta trồng vào cho vào những cái khay đó. Hiện nay là sẽ có 4 khay. À, 3 khay, xin lỗi các bạn, 3 khay. Nó sẽ cấy dập đúng như bên Thái Bình mà các nhà nông dân của Việt Nam mình đã chế ra và đã làm. Đây là những con máy rất là cao cấp của Nhật Bản cho nông nghiệp. Phải là cho bằng khay nhá. Diện tích khay này khoảng 30 khay là khoảng tầm một chiều là khoảng 30 và một chiều là 30 và 60. Đây người ta trồng chủ yếu là giống lúa cọc đặc sản. Hiện nay là giá gạo tại thị trường ngon ấy là 60.000 một kg gạo ngon tại thị trường. Và dự kiến thì người ta trồng chỗ này trước mắt mình là khoảng tầm khoảng 3 sào. Đây là cánh đồng mà cụ ông hôm nay sẽ xuống mạ. Thì là khoảng tầm đến 10 giờ là xong thôi. Bây giờ là 8 giờ rồi, khoảng tầm 2 tiếng sẽ phủ kín cái khoảng tầm 3 sào này. Rất là nhanh. Cụ đang là tưới nước để cho nó khi nó bập nó cắt cái mạ xuống ấy, là cho nó dễ, cho nó mềm đất. Và bây giờ cụ ông sẽ đi một vòng cấy đầu tiên. Mọi người chú ý nhìn xem thâm canh 100% giống của Việt Nam nhé. Nhìn thấy có điêu luyện không, thẳng hàng 100% luôn. Và trên cái máy này nó có cái căn để cho nó thẳng hàng. Ở đây là khoảng cách các cây mạ là tầm khoảng 35 cm. Đây, khoảng cách của nó tầm 35. Cụ ông đi rất là thẳng hàng.
Nó có cái căn các bạn nha, trên cái máy đó nó có cái căn. Không hiểu tại sao cái nền nông nghiệp của Nhật Bản và Việt Nam ấy 100% là giống nhau các bạn ạ. Mình để ý khoảng tầm 6 năm nay rồi, cách thức làm việc và thâm canh cây lúa, tức là cách trồng cây lúa ấy, là giống hệt luôn, 100%, không có khác gì cả. Duy nhất chỉ có là không phải đi cào cỏ mạ trong các cái định kỳ khi mà đã xuống mạ rồi ấy, là người ta không phải đi cào mạ nữa. Vì là người ta đã khử hết các cái cỏ dại đi rồi trước khi mà xuống mạ. Hôm qua trời có mưa to một chút nên là con nước nó đang hơi cao đó. Nhưng mà so với lại cái chiều cao của cây mạ thì là cũng đã là tương đối phù hợp rồi. Chắc là sáng sớm nay là cụ ông đang nái máy cày kia là đã đi rút con nước. Cánh đồng bên cái mảnh ruộng bên cạnh ấy thì là đã người ta đã xuống mạ ngày hôm qua các bạn ạ. Dự kiến tầm đến 10 giờ trưa thì sẽ phủ kín cái mảnh ruộng này, tầm khoảng 3 sào ở Bắc Bộ. Xa xa kia là cũng có hai cụ ông và cụ bà cũng đang chuẩn bị là đưa mạ xuống để mà trồng cho kịp thời vụ. Dự kiến chắc là trong khoảng nay và mai thôi thì sẽ 100% ở cái tỉnh Nghi Phư này sẽ xuống mạ hết các bạn ạ, để cho kịp vụ hè thu năm nay. Mình chia sẻ cách thâm canh trồng xuống mạ của bà con nông dân ở bên Nhật Bản cho các bạn hình dung ra. 100% là thâm canh giống hệt Việt Nam luôn, không có gì cả. Chỉ khác là cái giống cây lúa ấy, thì là có vẻ nó ngon hơn và chất lượng hơn. So với nó không dẻo quá mà cũng không cứng quá. Đặc sản bây giờ ngon nhất của Nam Định và bên Thái Bình là gạo tám xoan. Nhưng mà mình ăn ở bên Nhật Bản này thì gạo có vẻ nó đều hơn, hạt đều hơn và ngon hơn. Do đó là bây giờ là 60.000 một kg gạo thành phẩm ngon tại thị trường trung bình của bên Nhật Bản. Như mình bây giờ đang ăn ấy là 600.000 một yến, tức là 60.000 một cân đấy. Hiện tại mình đang dùng thì tất nhiên là cũng có một số cái giống lúa nó thấp hơn một chút, là tầm khoảng 40.000 một cân, nhưng cũng ít người dùng cái loại gạo đó. Mình cũng chia sẻ với các bạn là như vậy. Video của mình chia sẻ với các bạn cũng cơ bản đến đây là hết. Các bạn thấy thú vị và hay, hãy cho mình lượt like và chia sẻ để mình có động lực đi quay những cảnh nông thôn vùng quê Nhật Bản tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp sau. Bye bye.